phủ nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.